Sáng ngày 8 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, gọi tắt là công ty Alibaba. Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lực, Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện và 18 bị can bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực, Huỳnh Thị Kim Thắng, kế toán công ty Alibaba bị xét xử về tội rửa tiền. Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người tới dự phiên tòa bất ngờ khi bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh khai chỉ học hết lớp 12 và không học đại học hay đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản. Bị cáo Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Ninh Bình, chỉ học hết lớp 12 và làm nghề kinh doanh buôn bán tự do. Tháng 3 năm 2017, bị cáo Kiên vào làm ở công ty Alibaba và sau đó được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công ty cổ phần địa ốc Spa Talent làm việc cho tới khi bị khởi tố. Tương tự các bị cáo khác như Nguyễn Thái Lực, em của Luyện, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba, Trương Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Dương, nguyên giám đốc công ty Ti Chớp, Bùi Minh Đức, sinh năm 1971, ngụ tỉnh Bình Thuận, nguyên phó tổng giám đốc đầu tư thuộc công ty Alibaba, tổng giám đốc công ty TL Land, cũng chỉ học đến lớp 12. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang, nhân viên pháp lý công ty Alibaba, từng hầu tòa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì chống đối, đập xe đoàn cưỡng chế dự án ma. Bị cáo Trinh bị phạt 3 năm 6 tháng về hai tội, gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, cũng chỉ học đến lớp 12. Trong vụ án này, bị cáo Trinh bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho luyện. Theo đó, bị cáo Trinh thành lập 20 pháp nhân trực thuộc công ty Alibaba, tham gia tìm quỹ đất nông nghiệp, thực hiện các thủ tục pháp lý để cá nhân thuộc công ty Alibaba nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Bị cáo Trinh trực tiếp thực hiện các thủ tục tại dự án Alibaba Diamond City, giúp luyện lập 93 hợp đồng, với tổng số tiền gây thiệt hại là hơn 64,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với 80 bị hại với số tiền chiếm đoạt là gần 58 tỷ đồng, còn lại 13 trường hợp không đến làm việc. Trong sáng nay, toàn bộ khu vực xét xử đều được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là vụ án lớn với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục. Riêng cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang cơ quan tố tụng đã phải sử dụng hai xe tải để chở hồ sơ. Có gần 5.000 người tham gia tố tụng, gồm 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.